Bất động sản thiện nhân xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tôi đang đứng đây là xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ. Chúng tôi đang có cái sản phẩm bất động sản khách đang chào đây với diện tích là 1029 m², có 150 m thổ cư. Diện tích mặt ôm mặt tiền là 26,7 m. Thì theo hướng tay tôi chỉ đây là đi ra quốc lộ 56. 56 là khoảng 12 cây. Còn theo chiều ngược lại đây là ra quốc lộ 51 là 11 cây. Đây vị trí ngay chỗ ngã tư đèn xanh đèn đỏ đây. Với cái sản phẩm bất động sản này thì chủ đang chào bán với giá là 280 triệu một mét ngang. Cho cái diện tích là 1029 m, có 150 m thổ cư. Đây, cái mốc ranh giới từ cái vị trí hàng ranh là cái cây này. Vị trí hàng ranh là tại cái cây này. Đây, vị trí hàng ranh là cái cây này. Đấy, có rào lưới và cắm mốc đây các bạn nhé. Quay về theo hướng quốc lộ 51 và 26,7 m. Đây hiện trạng thì đất đang trồng khoai mì nhé. Với cái sản phẩm này thì chủ đang chào bán với cái giá là 280 triệu một mét ngang. Quý vị và các bạn, ai có quan tâm đến cái sản phẩm bất động sản này thì hãy nhanh tay liên hệ với bất động sản Thiện Nhân theo số điện thoại ở dưới video. Cũng để phục vụ quý vị và các bạn tốt hơn, và các bạn cũng có thể là cập nhật được những video mới nhất của bất động sản Thiện Nhân, thì quý vị các bạn hãy đăng ký kênh video của chúng tôi để sở hữu những bất động sản tốt nhất và cũng cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Bất động sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video lần sau.